Với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, nâng cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển toàn diện, bền vững. Phiên thứ 2, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum vào sáng ngày 29 tháng 8. Tham gia đại hội có khoảng 350 đại biểu, trong đó hơn 270 đại biểu chính thức. Đại hội thông qua các nội dung trọng tâm như báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024, dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời biểu quyết một số chỉ tiêu trọng tâm chương trình hành động khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum truyền hình trực tiếp phiên thứ 2, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 trên sóng KRT.